Với iPhone 6, chúng tôi muốn nâng ốp lưng lên một tầm cao mới. Camera lồi ư, mặt sau xấu ư, đừng lo, đã có ốp lưng. Với ốp lưng thì chiếc iPhone 6 của các bạn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đó là lời phán của mình cách đây đúng một năm khi mà iPhone 6 ra đời. Và đến bây giờ thì khi mà 6S và 6S Plus đã xuất hiện thì mình vẫn cho rằng việc chọn cho chiếc 6S hay là 6S Plus một chiếc ốp lưng là điều nhất định phải làm. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu được với các bạn một số loại ốp đến từ nhà sản xuất Spigen cho chiếc iPhone 6S Plus của các bạn và của mình nữa. Chúng ta có chiếc này, Tough Armor là loại dày nhất, cao su rất là dày. Viền ốp nổi hẳn lên trên để bảo vệ màn hình. Bốn góc ở mặt lưng thì còn có bốn chấu lồi lên rất là mạnh mẽ. Mặt sau thì sẽ có thêm một cái chân chống khá là tiện để có thể dựng máy lên để xem phim. Nói chung là đeo cái ốp này vào thì các bạn cũng có thể yên tâm về độ an toàn của chiếc máy rồi. Chắc là dùng 2 năm sau bóc ra thì máy vẫn còn như mới, bán vẫn mười mấy triệu thường. Còn loại này thì cũng tương tự, cũng có hai lớp, một lớp cao su mềm và một lớp nhựa cứng bao bọc bên ngoài. Tuy nhiên thì nó sẽ bớt dày hơn và thiết kế cũng bớt hầm hố hơn. Thay vào đó là những đường mềm mại bo cong nhiều hơn. Chân chống để dựng máy lên thì vẫn còn ở mặt sau. Có lẽ đây đã trở thành truyền thống của hãng Spigen rồi, ốp nào cũng có luôn. Thậm chí là Spigen còn rất là sáng tạo khi đưa ra một loại ốp có khả năng kiêm luôn ví đựng thẻ ATM. Chúng ta sẽ trượt ra như thế này và đút thẻ ATM vào đây, rất là tiện. Mất điện thoại là mất tất cả luôn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn loại mang tên là Neo Hybrid. Loại này thì mình rất là thích. Thay vì cao su đen xấu xí thì chúng ta sẽ có silicone trong suốt bao bọc toàn bộ thân máy và có một cái viền bao quanh thân máy. Cái viền này thì làm bằng nhựa thôi chứ không phải là kim loại. Cả phần viền và phần silicone này đều được hoàn thiện rất là tốt. Máy dày lên khá là nhiều nhưng không hề mất đi vẻ đẹp, không như hai cái loại ban nãy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có loại siêu mỏng cánh mang thương hiệu SK do Sevenet tự thiết kế. Loại này thì sẽ giữ được hầu như toàn bộ vẻ đẹp của chiếc iPhone của chúng ta. Siêu mỏng cánh nhưng vẫn đủ dày để bảo vệ cụm camera không bị lồi lên. Loại này mà đi kèm với lại một miếng dán cường lực thì sẽ là một sự lựa chọn rất hợp lý khi mà chúng ta không cần hy sinh bất cứ một chút vẻ đẹp nào của máy nhưng vẫn khá an toàn. Và quan trọng là nó sở hữu những hình ảnh đầy tính nhạc và thơ của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Và như vậy là mình đã vừa cùng các bạn đeo thử một số loại ốp dành cho iPhone 6S Plus. Có một lời khuyên cho các bạn là nên chọn đúng loại ốp dành cho iPhone 6S Plus. Tuy sự khác biệt về kích thước giữa 6 và 6S là không nhiều, nhưng với ốp cứng thì rất có thể nó sẽ không vừa, hoặc là có vừa nhưng sẽ làm xước chiếc iPhone của các bạn. Chúc các bạn tìm được chiếc ốp ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.